Chào mừng các bạn đã đến với LTG. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về ba người vợ của Thạch Hạo. Ba nàng, ba tính cách khác nhau nhưng chung một người thương nhớ. Mình sẽ kết hợp cả thực tế ngoài đời và trong chuyện để anh em hiểu lý do vì sao mình thích, yêu và ghét. Vì có những thứ mình cảm nhận được nhưng lại không biết lý do vì nó kết nối tâm tư rất mờ ảo từ thực tế đến trong cốt truyện. Thần Đông rất khéo khi lựa chọn ba nữ nhân của Thạch Hạo theo ba tính cách khác nhau. Và con đường đến với Thạch Hạo cũng theo ba con đường khác nhau, nhưng tất cả đều chung tình, chung thủy. Thứ nhất về Hỏa Linh Nhi. Nàng được Thần Đông tặng bút cho tính cách năng động, vô tư, hồn nhiên. Kiểu dạng tính cách này ở ngoài đời khi đàn ông yêu hay làm chồng thì đều không bao giờ thấy nhàm chán. Bởi vì dạng tính cách này luôn luôn đem đến nhiều năng lượng trong cuộc sống, luôn tung tăng tay chân lẫn miệng lưỡi, đầy ắp tiếng cười nhưng không thiếu sự trọng sáng, ngây thơ, hồn nhiên. Và khi yêu là luôn cởi mở tâm hồn và sẵn sàng hy sinh cả bản thân. Những tính cách này, tình yêu đến rất tự nhiên và vô tư, không toan tính, không điều kiện và luôn luôn biểu hiện quan tâm cho đối phương thấy. Cũng hay lũng lịu, đòi hỏi, thẳng thừng chúng ta phải quan tâm, rất trung tình và trung thủy. Bởi sao Linh Nhi lại là nữ nhân nhiều fan nhất trong ba nữ nhân của Thạch Hạo? Vì những tính cách này đối với chị em thì anh em con trai rất thích. Nhưng kẻ cụ cố của Thần Đông cũng rất khéo léo viết. Con đường đưa nàng đến với Thạch Hạo cũng rất tự nhiên, trong sáng, không toan tính. Thứ hai là Vân Hy. Nàng được chọn một tính cách hiền, phúc hậu. Mình rất thích tính cách này, anh em cũng khai thật đi. Với tính cách này, từ ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, ai chẳng muốn có cô con dâu, cháu dâu như vậy đúng không? Những người phụ nữ này thích yêu trong yên lặng. Và khi yêu thì mọi thứ như quan tâm, hy sinh, lúc nào cũng chỉ nhận phần thiệt về mình để chăm lo cho người yêu trong lặng lẽ. Không ca thán, không đòi hỏi, với những ai thích yêu trong bình yên thì thích chọn Vân Hy hơn Hỏa Linh Nhi. Còn ai thích tình yêu của mình là trung tâm vũ trụ thì lại thích mẫu người như Linh Nhi. Đối với người vợ như Vân Hy thì càng không có tỉ vết về cách đối nhân xử thế. Những người như này khi yêu hay làm dâu đều không toan tính, không điều kiện vì những tính cách này đều sẵn sàng chịu thiệt vì người thân. Thường thì những nhà nào có cô con dâu như thế này thì cả họ được nhờ. Nàng không chỉ quan tâm mỗi chồng mà quan tâm từ ông bà, cha mẹ, anh chị em, tất tần tật gia phả nhà chồng. Và tất nhiên cũng theo cách quan tâm lặng lẽ, làm nhiều ít nói, không đòi hỏi. Thế nên fan của nàng nói trắng ra cũng không hề thua kém Linh Nhi. Chưa kể pha quay xe đột phá dậy thì của nàng, hình đẹp là đã lắm fan đột xuất lắm rồi. Con đường đưa nàng đến với Hạo cũng rất đặc biệt, oan trái. Khi mà gái ngoan lại sinh ra trái ngang trong gia tộc thuộc những gia tộc bẩn đẻo nhất của thế giới hoàn mỹ, luôn toan tính, mưu hèn, kế bẩn, vô liêm sỉ không ai bằng. Bởi vậy, nàng chính là người được cảm thông nhất hơn cả Hỏa Linh Nhi. Thần Đông cũng rất khéo khi che đậy được bớt sự cảm thông của khán giả khi bút cho nàng được ở bên Hạo đến hai đời trong thế giới hoàn mỹ và có được tiểu thạch đầu. Nếu không có cái bút đó thì mọi cảm thông dồn gần như toàn bộ vào Vân Hy, sau mới đến Linh Nhi. Hôm bữa có thấy thoáng qua comment của đạo hữu nào đó, một trong những người mà mình đánh giá cao về tầm hiểu biết chuyện của Thần Đông. Nói nàng nhu nhược, mình xin phản bác, nàng thuộc diện gái ngoan, định nghĩa nhu nhược khác. Đối với Thanh Y thì mình xin miễn phân tích, chỉ lấy ví dụ thực tế nhất ở ngoài xã hội. Giả sử trước mặt anh em là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, lại là sinh ra con nhà có điều kiện. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cảm thấy tự ti. Nếu không có vốn gì về bản thân thì chúng ta còn không dám nói chuyện, chứ đừng nói đến tán tỉnh. Và các chị em thì chắc chắn trong lòng cũng có đôi chút sự đố kỵ, mà có khi đố kỵ ác luôn ấy. Ngay việc này thôi thì thiện cảm đối với nàng dù là ai cũng có đôi chút cảm giác thiếu đi sự thích thú. Tiếp theo đã sở hữu thứ mà chị em mơ ước. Những người như thế này thì dù yêu hay làm vợ thì luôn muốn làm chủ cuộc chơi và chỉ chịu khuất phục, ngoan ngoãn trừ khi đối phương hơn mình tuyệt đối. Cho dù có tình yêu thật lòng với ai mà đối phương lép vế thì trong con người có tính cách này luôn luôn toát ra mình ở phía trên. Nhưng nếu đã ở cửa trên rồi thì đối phương lại rất ngoan, biết điều. Nhờ vào sự thông minh tài giỏi nên không khó để thể hiện thế nào là ngoan ngoãn. Con đường của nàng đến với Hạo cũng như cái tính cách độc lập của nàng, luôn luôn không nhận thua Hạo, có chủ tính rõ ràng, nó không ngây thơ trong sáng như Hỏa Linh Nhi được. Cả con đường dài đi bên Hạo, nàng luôn bộc lộ khí thế kiêu hãnh, anh em hay gọi là chảnh đấy. Do cái tôi của nàng lúc đó cao hơn cả tình yêu, cho đến khi tính cách được khuất phục hoàn toàn bởi sự bất phàm và bi thương của Hạo thì cái tôi của nàng mới biến mất hoàn toàn. Dễ hiểu khi nàng là người duy nhất trong ba nữ nhân của Hạo bị nhiều khán giả đả kích nhất.